Nó đói bụng đó, nó dành nhau ăn đó. Ờ, con bò ở trường nè. Lấy gì cho nó ăn? Cái này nè. Ở dưới đây nè. Nè, con kia. Con bò nè. Đẹp chứ các bạn. Ngoài sân trường nó có con bò nè. Cho nó ăn nữa đi. Còn con gì khác nữa không? Thôi hết rồi, còn có con nè. Dạ ba muốn coi con hát đúng không? Con gì? Ờ qua kia coi có gà đi. Con cái này nè. Nó đúng. Không nhét đủ cái miệng nữa. Không nhét hết. Nhét nghiêng lại, nghiêng vô. Nghiêng sao? Nghiêng cái cây vô. Vậy hả? Nghiêng vô, không có nghiêng cái cây vô. Trời đất ơi. Đây, đưa chỉ ra. Bự quá à. Nè, gì nè. Dưới vừa cái mà nghiêng nó nữa. Ba cho một con ăn thôi, không là nó giành nhau đó. Lấy cái này ra đi, nó dài quá. Đẹp quá ha. Dạ trời đất ơi, đừng có giành. Đừng có giành. Đi quá. Ai vậy? Nè 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 nè. Ơi, nè nè nè. 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 Nè nè. Đừng có giành nhau. Rồi, thôi bye bye các bạn. Bye bye. Nó uống rồi đó nè. Này là con bò chứ không phải con chuột. Con bò. Để cái tay ra ông nội. Nào. Cái con này nó nhả. Nè. Nó ăn đây hả? Đúng rồi. Ăn đi tướng chịu đi. Nó lại chịu. Ê nè nè nè. Đây là nào. Ơi. Cái con này quýnh đít bây giờ. Con này. Ê. Nè. Chém nháo gì nha. Nè. Ê ê ê. Ăn cho ăn. Ê nè, con cá. Ê. Ê. Ơi. Ê. Rồi vô hai đứa một phần nha. Hai đứa một phần.